Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục play những cái game hay. Mong các bạn xem và ủng hộ mình. Trời ơi, mày pin đấy. Bao nhiêu? Mày lít rồi. Rồi game nhá. Đây là chi của mình. Chúng ta tiếp tục chơi những game hay hơn tiếp tục nhá các bạn nhá. Còn các bạn đã chú ý theo dõi. Sao mình xin tắt là chi? Không. Sau đây mình sẽ hoạt động. Một cách tách. Cái này video cuối à? Thank you.
Mèo bị 21 thì làm sao? Mèo gì 21? Mèo quét đi. Tạo cái profile file cho xóa đi. Cái tay đi. Là hết. Không phải trừ gì đâu. Một cái một chồng. Một cái bằng đặt thế được. Hôm nay tập này mỏi mệt quá các bạn ạ. Em biết bạn đi đến giờ không nhưng mà em biết chưa đi các bạn ạ. Bây giờ là 900 rồi chứ bây giờ để trả hơn cá đâu cái đồ này vừa 922 bây giờ ơi con mèo hôm qua tìm một mai mới được.
đang ngồi.
Được không? Máy tự sập. Nó bay sập. Cái chưa là sao không? Hả? Biết tại sao là sao không? Mày để đô nhiều quá. Trên màn hình nhiều tiền quá. Sáng có 2 lít. Đợt mặt quá thế. Đổ nhau quét đi. Con đéo mà. Ừ, con mèo nó hát thẻ vào cho mày nhé. Đấy không phải là anh bảo đâu đấy. Cái trưởng đăng trên mà bị đít thế này thì con máy làm sao? Chắc sao cả. Thank you.
Lối 24 nhỉ? Lối 24
Ở đây mình đừng bởi cái máy lại khá luôn. Quay lắm lại, nó quay lại cái phim này. Nhưng mà đi xóa Chrome 2 xong nó còn mất 2 mốt không? Không. Hả? Vẫn 24 nhỉ. Vẫn 24 đấy. Được đang khác rồi thôi. Không được mất lại phần nữa. Vì lại kia lại phần nữa. Khi thằng Nam không làm mình bảo là thằng kia không làm thì nó sẽ được hiểu làm gì đạo chính nát chỉ mấy nhỉ? Nát chỉ mấy nhỉ? Nát chỉ mấy? Thì dưới kia nó đã bị bắn xong là bị kẹt thật chặt. Nó đéo bị nó mới để nó chụp ảnh như cái kia được.
Trứng lại đâu hết nhỉ? Một ca 500, 700, 400.
Có tiền không? Có chiếc xe ô tô à? Để có tiền máy bay không? Yên tâm tự nhiên luôn. Ngày đồng mèo về đi thân chung được kìa. Bay bọc một hôm. Một hôm trên không chung.
chiến đi anh em ơi. Thế thì nhận ra một điều này. Hôm nay số nó hết nên chị giáo hải năng. Đều ở đấy đúng không? Đó. Nói lại xem máy bay như thế nào. Chúng ta đâu có tài không? Nào mày, dạ. Mày phải ăn thịt dưa và nó mạnh đỏ. Con con mèo nó yên thiệt là 24, 26, phương 5. Mày đừng cái gì nó bị phương 5. Dạ. Nó không bị phương 5 hả? Dạ. Nó có người phải phương 5 rồi đấy. Năm cho chị về luôn. Mẹ tao lắm có để ý phòng riêng của mình à? Các bạn chỉ cần đều không? Đội này vào không bao giờ ít ra nhé. Xuống bên. Quay mình cái đoạn trồng cải lên nhá. Có sáng nhá. Tao uống một ô ấy. Hả? Tao uống một ô rồi. Một ô đi. Ô thép biển thế. Đâu bạn có nâng cấp nó làm một phòng mới mà. Ô ô. Tiền đấy. Tiền này vào chậm thế. Cái quy kia là mệnh giá chẳng. Quy to bãi lái rồi đấy. Tỷ không vào đúng đấy. Không biết rồi. Nó quá đẹp lắm. Đây là 18.000 quy to 1 phút. Quy to. Cái này quy nhỏ. Cái này cũng quy nhỏ. Cái này em được chưa hôm trước. Ăn hôm trước bị hỏng rồi á. Cái cắt tam giác này nếu mà không cắt vào cái ăn khổ. Tay đã phương mình cắt. Trẻ mẹ rồi mà tức rồi đấy. Mặt này là mặt có biển đấy. Dùng xẹo luôn. Người danh thì sẽ cắt tụi mình cộng mình lại chậm lâm dùng xeo tính ra nếu mà trước họ với em cải cách là họ xeo mà họ xeo à xeo nó bác cái em vẫn họ xeo mà không bố em lại họ nông từ từ con thứ hai đi mới bắt đầu họ nông. Con thứ hai con đầu tiên là họ xeo nhưng mà ông của em lại họ nông tại lúc đầu định đổi ra họ xeo ấy.
Nếu mà em bỏ xeo rồi em phải đặt tên con là Phi. Xeo Phi. Xeo trong suốt. Xeo con Phi. Nhưng mà hồi đấy làm gì biết Phi là gì đâu. Vì bây giờ mình rất là mình là Xeo Phi. Hồi đấy về thời kỳ đồ đá là còn biết Xeo Phi là gì. Reboot xong bấm cái nào ấy nhỉ anh nhá? Chờ reboot kìa bé, nó xem nó rút ra lên. Nó bị đơ, đây này. Reboot. Reboot. Không có kéo à? Không. Hả? Không. Đấy. Nếu em kéo ra phát thì nó reboot. Không sao nữa. Em reboot rồi, nhưng mà nó reboot rồi. Stem power recovery download. Cái dòng gì, dòng đầu tiên là gì? System, đúng không? Ừ, đó là system đấy.
tâm tâm cố lên nữa. Không bảo sao em chả tắt. Anh phải bảo em mới không tắt chứ. hỏi mặc tình thì ăn dưa không mà la liên em. Thank you.
Yes.
Thank you.
Anh Giang ơi, anh Giang, cho cái này nó mình kéo lên nó hiện thì làm cái gì quên rồi. Bấm vào đây. Thế nào? Cái này này, cái dòng trên này này. Kéo lên nó hiện thế nào? Đây, nó mất rồi. Anh bấm vào một cái dòng nào muốn nó đến cái dòng đấy. Muốn cái dòng cuối cùng muốn nhìn thấy nó. Đây. Xem. Cố đi tới hàng kia. Ui, cái này đến nước này. Con đéo cứ chạy bên đi trên này. Đi qua là ờ, đi qua là phòng quê. Đi qua là chạy bộ. Đấy, cái trong phải chạy bộ. Kiểu công nghệ cao đó. Máy xịn quá. Nằm bộ không? Ông đến đến sân. Cái đấy là chạy bộ lắm đấy. Ừ, đấy. Kiểu chạy thì xuyên không gian. Khá là gầy luôn đúng không? Chạy bộ luôn. Anh đang nâng được nhiều tiền thế nhỉ? Mình nâng một tí đã hết tiền rồi mà treo từ hôm qua. Em áp lên nâng mà cho đầy chứ. Đừng tìm anh nữa, anh của ngày xưa chết rồi. Mình dừng lại đây. Mỏi thật nha. Bắt cái năng đô bắt cái bột nhỉ. Bắt cứ luôn. Nhân một cái đăng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người giàu không tiền. Anh còn bán được cái gì không? Các bạn cắt từ phê vào bên kia rồi sợi lên ra mắt tới đây này. Để bảo kiểu ai ai à không biết quá rồi, hôm nay đã trả rồi, đã lúc rồi sao biết
I
Mặt không được của em nào. Em không được cả ngày.
không nên. Thank you.